Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài học gì sẽ được rút ra sau hàng vạn người đã chết. Nguồn tin từ bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, sau đây là nội dung chi tiết. Khi bắt đầu vụ dịch này, tôi sợ lắm. Các thông tin về một loại virus lây lan nhanh và gây tử vong nhiều ở Vũ Hán, ở Ý, Anh, Đức, Pháp, ở Mỹ. Bồ ạt nổ tung trên các mặt báo, các tờ tin y tế, y khoa. Tôi lẩm bẩm, nó nổ ra ở Việt Nam thì sao? Rồi tự an ủi, tự nhủ, chắc một dạng sát covid, cúm gà, cúm heo mà tôi tệ lắm thì như cơn cuồng bệnh HIV mania gây hoảng loạn xã hội rồi sẽ qua. Các cơn bạo bệnh sẽ bị xã hội Việt Nam chấp nhận, bỏ qua như là bỏ qua bao nhiêu điều khác cái ao bèo nào cũng khép lại mặt nước xanh sau khi cả cái xe tăng đâm xuống. ồn ào chút rồi lại im lìm chờ đợi tai vạ khác ném xuống. Nhưng lần này tôi đã nhầm, nhầm rất lớn là cách đối xử với dịch bệnh. Nhầm về sự lo sợ của khối người dân và ý chí quá thấp, thói vị kỷ lại quá cao. Nhầm về sự ngạo nghễ ngu dốt của một nhóm người tự coi là tinh hoa xã hội. Nhầm về cách mà Đảng Cộng sản đã thả nổi, phó mặc cho việc phòng chống dịch cho một nhóm người có chức năng y tế xử lý dịch bệnh. Nhầm lẫn nhiều quá. Phải nói khi đất nước đói nghèo thì dịch bệnh chẳng là gì so với nỗi sợ đói. Cúm gà ư? Ăn thua gì? Nhà tôi nuôi gà chỉ mong gà cúm, gà dù, lúc đó mới có thịt gà rang gừng chứ toàn nuôi lớn rồi thậm thụt mang ra chợ bán con gà con lợn thời bao cấp là khoản tiết kiệm sống lớn nhất mà nhà nào cũng mong có bán gà bán lợn để mua đồ dùng học tập mua cho con cái bộ quần áo mới để mặc đến trường cho đỡ tủi thân lợn ốm ư giết thịt bỏ tiết bẩn đi rồi tẩm ướt quay lên ăn tốt trâu bò ngã bệnh do rét do dịch bệnh ư sáng chôn chiều đào thịt trâu gác bếp ngon lắm người ốm ho như chó sủa ư. Cúm đấy mà, lấy hết cả nhà, uống mấy viên thuốc kháng sinh, mấy viên cảm cúm, sông lá ăn cháo trứng là khỏi, sợ gì. Người Việt qua chiến tranh, khó giết được lắm. Qua chiến tranh, từ 40 đến 50 triệu, giờ đã tăng dân số gấp đôi, dù đất thì vẫn diện tích ấy, mà tài nguyên biển rừng thì cạn kiệt từ lâu. Sau nạn nhân mãn, sẽ là giảm tốc sinh nở quy luật này đất nước nào sau chiến tranh cũng thế cả chả nỡ trách dân đẻ gì mà đẻ lắm thế làm gì mà phải tội nhà càng nghèo càng đông con để duy trì dòng giống để hy vọng có đứa thành đạt giỏi giang nuôi cả nhà giỏi đâu không thấy chỉ thấy một lũ lít nhít tội quá nhưng chiến tranh đã qua lâu lắm rồi đã hơn ba chục năm người việt không phải nổ súng rồi đến lúc hình thái xã hội mới phải thay đổi rồi tư duy chiến tranh bí mật thà hy sinh tất cả chứ không chịu này chịu nọ buộc phải vĩnh viễn biến, biến mất khỏi giải đất chịu nhiều đau thương này rồi kỷ nguyên mới phải thay đổi tất yếu rồi y tế việt nam cũng phải buộc chuyển mình theo kịp đà thời đại dịch bệnh lần này là cơ hội không thể tốt hơn cho y tế để nâng lên cầm cao mới hàng chục tỷ đô la đổ vào sức khỏe và sự sống của người Việt Nam tốt quá y tế được quan tâm được đưa lên mũi nhọn rồi lề thói làm việc đủng đỉnh ban phát tẩy tiền người bệnh chạy xô mổ chui mà không đồng bán thuốc xây dựng tràn lan dự án củ chuối bằng mọi giá để kiếm tiền moi tiền gặt tiền những mặt tối của ngành y bị lột trần ra hết tệ lắm thói vị khỉ và quên đi đồng loại tệ lắm. Nhưng hơn tất cả là hai mảng tối đen của ngành y đã lộ rõ sự èo uột, bất lực của nó, đó là một, mảng y tế dự phòng, có cũng như không, nặng về nghị quyết lý thuyết, làm việc theo kế hoạch năm và được chăng hay chớ. Hai, mảng y tế cơ sở. Không cũng như có, nhà máy xí nghiệp, cơ quan phường xã nào cũng có đơn vị y tế cả, nhưng chất lượng ra sao? nhân lực thế nào thì ai cũng rõ động đến dịch bệnh hai mảng tối đen này lộ rõ ra sự bất lực và ở trên cao người ta đã thấy đã muốn nâng tầm cao mới y tế dự phòng phải đi trước phải được đặt lên hàng đầu cùng lúc các công việc của dự phòng cũng đã được triển khai rầm rộ đó là xét nghiệm đại trà bắt nhốt cách ly những thành phần có bệnh nghi ngờ nhiễm mẩm bệnh nguy cơ nhiễm bệnh một cách ồ ạt phun khử trùng, khử khuẩn, vệ sinh đường phố, xóm cụm dân cư, xử lý chất thải, nạn nhân, tiêu hủy dụng cụ bẩn nhiễm. Nhưng mọi chuyện đã đi quá đà, mất phương hướng, mất kiểm soát, không những không có lợi mà còn tạo ra những hệ lụy khủng khiếp, nhưng tổn thất gây chết người hàng loạt, tội lỗi đã ngang tầm tội ác. Thay vì chỉ lấy một số mẫu đủ sai để nghiên cứu để từ đó rút ra những quy luật phát triển của mầm bệnh, để ra bài học từ dịch bệnh, dự đoán tiên lượng dịch bệnh và tư vấn hướng xử lý giải quyết với dịch bệnh thì Bộ Y tế được sự đồng ý của Chính phủ của Đảng đã coi xét nghiệm là một biện pháp tiêu diệt dịch bệnh một điều phản khoa học. Nguyên nhân của việc xét nghiệm đại trà toàn dân cư là từ đó sai lầm này đã gây ra các hậu quả sau hệ lụy một vô cùng tốn kém với một trăm triệu dân mỗi người chỉ làm một xét nghiệm một lần với giá từ 10 đô đến 30 đô trên một lần thì cũng tốn từ 1 đến 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 23.000 tỷ Việt Nam đồng đến 70.000 tỷ đồng. Với số tiền ấy, chia cho 200.000 đô trên một giường bệnh hiện đại nhất, chúng ta sẽ có hàng chục ngàn dạy bệnh. Chia cho 3 miền Bắc Trung Nam, chúng ta sẽ có nhiều bệnh viện hiện đại hạng nhất cho bác sĩ, nhân viên y tế làm việc, cho người bệnh được hưởng sự chăm sóc y tế tốt đẹp nhất. Khủng khiếp quá! nếu có sự thông đồng kê tăng giá cao của cái gọi là nhóm lợi ích, nếu có hoa hồng phần trăm từ những gói thầu này, đó là không có cách gì khác, buộc phải gọi là tội ác. hệ lụy thứ hai, tạo ra ổ lây nhiễm, tạo ra lò ấp f không. hệ lụy thứ ba, kiệt sức nhân viên y tế. hệ lụy bốn, bỏ lơi mảng y tế điều trị, thứ quyết định có dẹp được dịch bệnh hay không. hệ lụy năm, gây tắc nghẽn sản xuất kinh doanh bóp chết nền kinh tế, đông cứng xã hội. Hậu quả, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển tăng trưởng rất cao, trở thành nền kinh tế chờ chết, doanh nghiệp phá sản, đầu tư nước ngoài bỏ đi, đầu tư trong nước dở sống dở chết, người lao động kiệt quệ, tự hủy diệt. Kiến nghị 1. Mở cửa xã hội có kiểm soát 2. Dừng ngay các biện pháp thiếu căn cứ khoa học, cực đoan, phi nhân tính như xét nghiệm đại trà, tiêm vaccine xanh tràn lan ngay lập tức. 3. Để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia vào công cuộc phòng bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Không thể ngạo nghễ, tự tung, tự tác để pha nhân sách lấy tiền dân để độc quyền nữa rồi. Làm thế nào cho chuẩn thì với hệ thống quan chức đã nhiều lắm, giỏi lắm sẽ có biện pháp ngay và luôn. Tôi không dám bàn và tất nhiên nếu cần, nếu được thì tôi cũng sẵn sàng tham gia và sẵn sàng góp ý chân thành nhất với tất cả trái tim nóng của mình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài học gì sẽ được rút ra sau hàng vạn người đã chết. Nguồn tin từ bác sĩ Phạm Ngọc Thắng đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.